Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video của Hưng. Thì trong video này Hưng giới thiệu về giá bán của VinFast Fadil trong tháng 7 và đặc biệt hơn đó chính là chương trình trả góp, chương trình vay ngân hàng với mức trả tối thiểu. Ở cái chương trình này thì Hưng sẽ giới thiệu chi tiết về phần lãi suất, về cái mức trả mỗi tháng, cái phí phạt mà khi quý khách hàng đóng trước hạn, rất là chi tiết luôn. Thì mở đầu video Hưng giới thiệu về cái giá bán của VinFast Fadil, và có lẽ là mọi người cũng đã, nếu như mà anh chị nào theo dõi Fadil thì sẽ khá là rõ rồi. Mức giá lăn bánh lần lượt phiên bản tiêu chuẩn là 389, phiên bản nâng cao là 416 và phiên bản cao cấp là 448 triệu. Như trên cái bản Hưng tính thì Hưng giới thiệu về bản tiêu chuẩn nha. Mức giá này miết đó là 425 triệu. Mức giảm thì cũng có hai mức, đó là giảm 100% trước bạ trong tháng 7 thì 46 triệu. Phần thứ hai đó là giảm 10% giá xe. Phần này thì nó đi xuyên suốt với Fadil cũng khá là lâu rồi. Như vậy giá hóa đơn của nó là 336 triệu 500 thôi. Về phần chi tiết lăn bánh, Hưng cũng kê khai đầy đủ những cái khoản phí mà quý anh chị cần thiết để có thể lăn bánh được chiếc xe này. Nó tổng cộng là gồm 52 triệu. Chúng ta có phí trước bạ này, phí bán biển số, phí đăng kiểm, những cái này là bắt buộc nha. Phí đường bộ bắt buộc, bảo hiểm nhân sự bắt buộc. Cái thằng vỏ này thì khi mà anh chị trả thẳng thì sẽ không cần, không cần cái này. Còn nhưng mà vay thì chắc chắn là phải cần rồi. Ngân hàng nó bắt buộc mà, 4 triệu 7 cũng khá là rẻ. Và đặc biệt là khi mua bảo hiểm thằng vỏ, bên Hưng sẽ đem hết tất cả các xe vào trong hãng để làm, chứ không có đem ra ngồi nha. Phần phí đăng ký thì phí dịch vụ để mà đăng ký xe. Còn cái này là bỏ biển số và phí mà cà số khung số máy. Chúng ta cũng có hai bộ, một bộ để bấm biển số và một bộ để chúng ta đi đăng kiểm. Thì đây là xe mới nha. Một cái đó là phí đường bộ. Nếu như mà quý anh chị muốn đóng luôn 30 tháng cho nó đồng đều với cái thời gian đăng kiểm lần đầu. Bởi vì thời gian đăng kiểm lần đầu là 30 tháng thì chúng ta bỏ thêm 2 triệu nữa. Như vậy thì tổng số tiền này là 389 triệu, còn có kê khai đầy đủ. Trở lại với phần vay ngân hàng, khoảng tất cả những cái như là nâng cao, hai phiên bản nâng cao và hai phiên bản nâng cao và cao cấp thì mọi người có thể nhìn ở đây và tương tự theo nha. Nhưng không nói nhiều về hai phiên bản này nữa. Về phần vay ngân hàng thì mức vay tối đa mà Hưng đề xuất đấy đó là 90%, và ngân hàng xử lý cái hồ sơ này đó là Shinhan Finance, đây là một công ty tài chính của Shinhan Bank. Đấy, và mức vay của nó là 90%. Như vậy thì mức vay sẽ dựa trên giá xuất hóa đơn. Đấy, chỗ này là rất là nhiều anh chị thắc mắc là tôi mua cái xe là 389 triệu mà vay thì chỉ có 302, là chỉ vay được theo cái giá hóa đơn. Đấy, thì Hưng xin đánh chính lại là Hưng xin nói lại đó là chúng ta vay dựa trên cái giá xuất hóa đơn của xe, chứ không có dựa trên cái giá lăn bánh nha. 90% của phiên bản nâng cao, phiên bản tiêu chuẩn thì là 302 triệu. Như vậy có phải là quý khách hàng chỉ cần chuẩn bị là 87 triệu không ạ? Đây, con số này Hưng có màu đen như này nha. Đây. Với phiên bản Plus thì chúng ta vay được là 326 triệu. 90% của cái số 363 này. Như vậy anh chị chỉ cần chuẩn bị 90 triệu thôi. Đây. Một số cực kỳ rẻ, cực kỳ thấp. Phiên bản Full thì chúng ta chuẩn bị 93 triệu. Này. Rất là ok đúng không ạ? Và đặc biệt là ở cái Shinhan Finance này sẽ cố định lãi suất trong thời gian vay, và nó sẽ cố định bao nhiêu bây giờ Hưng sẽ giới thiệu cho mọi người luôn. Thì nó sẽ có gồm có 6 mốc cố định, đó là cố định 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm và cuối cùng là 6 năm. Thì thường thường sẽ tư vấn khách hàng chọn cái gói là cố định 5 năm với lãi suất là 9,49% thêm 1 năm. Đấy. Và nó sẽ không có biên độ dao động, nó cố định luôn các bạn ạ. Những ngân hàng mà trước đây Hưng làm cho khách hàng thì đa phần là những năm 2 như là 11.8, 11.5% là từ năm thứ 2 trở đi, thì đó là một số cũng hơi cao so với quý anh chị nào mà chọn cái mức lãi suất này, thì nó khá là rẻ với cái mức vay tối đa là 90%. Đặc biệt nếu như quý anh chị có thu nhập mà chuyển khoản đâu đó tầm 30 triệu một tháng thì thậm chí là có cái lãi suất còn tốt hơn như thế này nữa. Đây.
trả trước hạn thì từ năm 1 là 3%, qua năm thứ hai đó là 2%, và năm thứ ba trở đi đó là 1%, là một con số cực kỳ thấp. Vâng, xin 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 tư vấn kỹ hơn chỗ này một tí. Ví dụ như quý anh chị vay 200 trong cái năm đầu tiên, trong cái năm đầu tiên, cụ thể hơn là tháng thứ sáu đi, mình lên mình tất toán 100 triệu thì quý anh chị sẽ bị phạt 3% trên cái số tiền mà tất toán trước đó, đó là 3 triệu. 100 triệu thì bị phạt 3 triệu. Đấy, 3% của 100 triệu. Quý anh chị tất toán 50 triệu thì bị phạt 1 triệu rưỡi. Đấy. Từ năm thứ 2, cụ thể hơn nó là từ kỳ thứ 14 nha. Kỳ thứ 14 thì chính xác đó là năm thứ là tháng thứ 2 của năm thứ 2. Thì quý anh chị sẽ bị phạt là 2%. Thì nếu như mà trong cái tháng thứ 2, trong cái kỳ này mà anh chị lên tất toán 50 triệu đi thì chỉ bị phạt 1 triệu thôi. Đấy. Và kỳ thứ 26 trở đi. 26 trở đi đó là tháng thứ 27, 26 đấy. Là chúng ta là năm thứ 3 đó, năm thứ 3 đó. Chúng ta bị phạt chỉ có 1% thôi. Tất toán 50 triệu chỉ bị phạt 500 ngàn thôi. Một con số cực kỳ nhỏ nha. Đấy. Ok, phần thứ ba Hương sẽ giới thiệu chi tiết về bảng tính lãi suất của Shin Hanh Finance này cho quý vị xem. Thì ở đây Hương có làm sẵn một cái bảng tính với tất cả các dữ liệu và số tiền vay. Hương sẽ chỉnh lại theo đúng cái số tiền vay của chiếc file bản bay, đó chính là 302 triệu. Đây, 302 triệu nha. Thì chúng ta sẽ có một cái lãi suất như thế nào. Bây giờ Hương sẽ, đây, cái banner này thì Hương để mà cho mọi người xem, đó là cái chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ nó vẫn còn ở trong tháng 7. Rồi trong tháng 8 thì chưa biết còn hay không, nhưng mà hiện tại là chỉ đến hết tháng 7 thôi. Số tiền vay đó là 302 triệu. Và mọi người có thể nhìn xuống cái phần dưới cùng, phần phần xít ấy, là hiện tại đang để 6 năm. Đấy, 302 triệu trong 6 năm với mức lãi suất cố định là 9,99%. Đấy, 9,99% như mọi người thấy đây. Đấy. Thì chúng ta sẽ có cái gì? Thời hạn vay 6 năm và là 72 tháng các bạn. Chúng ta sẽ có những cái kỳ nào đây? Đây là kỳ trả nha, kỳ trả tương ứng với số số tháng, tháng 1, tháng 2, tháng 3. Tiền gốc phải trả đó là 4 triệu 194 ngàn 444 đồng. Và cái tiền gốc này sẽ cố định luôn trong cả 72 tháng, hay còn gọi là 6 năm. Như các bạn thấy đây, nó sẽ cố định nha. Tiền lãi phải trả thì nó sẽ dựa trên cái dư nợ còn lại. 2 triệu rưỡi là tiền lãi tháng đầu tiên. Tiền lãi tháng đầu tiên thì nó sẽ tính theo cái 302 triệu này. 2 triệu 479 nó sẽ tính theo cái 297 triệu này các bạn. Đấy. Và 2 triệu 444 thì tính theo cái lãi là cái gốc là 293 triệu. Hay người ta còn nói là tiền lãi tính theo dư nợ gốc. Tính theo dư nợ gốc giảm dần các bạn. Như vậy thì tổng lãi và gốc của cái mức vay 302 triệu trong vòng 6 năm theo cái chương trình vay mà Hương giới thiệu đó là 6 triệu 7, và nó sẽ giảm dần một ít, 6 triệu 6 đến 6 triệu rưỡi, 6 triệu 4. Đấy. Mình có thể không nhìn vào tổng lãi gốc mà các bạn có thể nhìn vào cái tiền lãi thôi, bởi vì cái gốc này là chắc chắn là các bạn phải trả rồi, quý anh chị phải trả rồi. Nhưng mà nhìn vào lãi thì Hương thấy rất là ok. Đấy. Từ tháng thứ 13 trở đi nó đã xuống là 15 đi. 16 nó đã xuống là dưới 2 triệu rồi. Đấy. Một số khá là ok, và tiền gốc này thì mình phải trả rồi. Và đây là một con số tổng các bạn tính này rất là hay nha. Tổng tiền lãi nếu như quý anh chị trả mỗi tháng, trả đều mỗi tháng không tất toán trước hạn, đó là 91 triệu. Đấy, 91 triệu. Còn nếu như mà quý anh chị từ từ tháng thứ 13, 14 hay 15 gì đó, mình tất toán, đấy, mình đây mình tất toán 100 triệu chứ hả? Đấy. Bây giờ Hưng sẽ ví dụ nha, từ tháng thứ 13 đây là năm thứ hai, mình tất toán 100 triệu. Như vậy có phải là quý anh chị đã tất toán một phần gốc là đâu đó là cho là 4 triệu 2 đi, 4 triệu 2 mà chúng ta 100 triệu chia như vậy là gần hơn 20 tháng các bạn, hơn 20 tháng, tức là hơn một gần gần 2 năm là quý anh chị không phải suy nghĩ gì đến cái tiền gốc và tiền lãi cả. Khi mà tất toán thì chắc chắn là tiền lãi sẽ không có rồi nha.
tiền lãi sẽ không có, nhưng mà sẽ có tiền phạt các bạn. 13 cho đến là 31, như vậy là 18 tháng chính xác luôn. Đấy, thì cái phần lãi này chắc chắn là quý anh chị đã bị mất rồi này, là không không phải trả lãi này, nhưng mà sẽ trả một cái phần tiền phạt. Tiền phạt là bao nhiêu ạ? Tiền phạt là 100 triệu mà nhân cho 2%, 2% như vậy có phải là bị phạt 2 triệu không ạ? 2 triệu. Đấy, từ kỳ thứ 14 nha, sau đây mọi người là từ kỳ thứ 14 đây, thứ 32 đi. Đấy, thì bị phạt là 2 triệu. 2 triệu so với cái số tiền lãi thì nó chỉ bằng đúng cái số tiền lãi của kỳ thứ 14 thôi các bạn. Còn lại cái phần lãi này mọi người không trả nha. Đấy, đây là điều kiện nói là nếu như quý anh chị tích góp tiền, dòng tiền như thế nào đó để trả luôn một lần thì sẽ khỏe hơn so với cái việc là chúng ta cứ trả lãi mỗi tháng. Đấy, và sẵn tiền đây thì Hưng cũng tính luôn về cái bảng này, nhưng mà ở 5 năm thì xem như thế nào. 5 năm cho 302 triệu là pha deal bảng bay. 5 năm thì cái lãi suất cố định nó lại thấp xuống, đó là 9 triệu 9,49% thôi. Đấy, và tiền gốc chắc chắn sẽ cao lên, nhưng mà tiền lãi nó sẽ thấp thấp lại các bạn ạ. Đấy, đến kỳ thứ 11 là chúng ta đã thấy là cái số tiền lãi nó dưới 2 triệu rồi, và tổng số tiền lãi chỉ 72 triệu thôi. 72 triệu so với 91 triệu thì chúng ta lợi được là gần 20 triệu, gần 20 triệu cho một năm tiền lãi nha. Đấy, nếu giờ quý anh chị có cái mức lương ổn định như nào đó thì tổng gốc lãi chúng ta có thể trả trong vòng một năm này. Sang năm thứ hai lại chúng ta lại đi tất toán như cái phương phương pháp mà Hưng tư vấn đấy. Đấy, chúng ta tất toán là 5 triệu này thì chúng ta tất toán cho 100 triệu đi thì có phải là được 20 tháng không? Đấy, 20 tháng đây thì chúng ta lại bị phạt là 2 triệu. Đấy, 2 triệu nhưng mà tiền lãi này chúng ta không cần phải trả nữa, rất là ok đúng không ạ? Đấy, tương tự như vậy thì 4 năm, 3 năm, 2 năm. Bây giờ Hưng sẽ tính thử là cho quý anh chị là cái phương án là 3 năm nha. Đây, 3 năm với 302 triệu, chắc chắn là tiền gốc sẽ cao rồi. Tiền gốc là đến 8 triệu 3 các bạn, 8 triệu 4, nhưng mà tiền lãi là vô cùng thấp. Đấy, lãi tháng đầu tiên thì luôn luôn là giống nhau rồi, có với lãi suất của 3 năm lại rẻ nữa, nó chỉ có 8,49% thôi. Quý anh chị nhìn kỹ đó, đúng không ạ? Nhìn thấy không ạ? Đấy, từ năm thứ hai thì chúng ta chỉ trả đâu có 1,4 triệu thôi các bạn. Thậm chí là năm thứ ba chỉ có 900 ngàn, 800 ngàn, tiền lãi rất là thấp nha, siêu thấp luôn. Đấy, mua một chiếc xe ô tô vay tối đa mà chúng ta chỉ trả chừng này. Tiền gốc này thì Hưng không nói rồi, bởi vì đây là cái con số mà quý anh chị lựa chọn, bởi vì khi chúng ta chọn số 5X thì chắc chắn là tiền gốc nó sẽ nhiều. Đấy, chỗ này thì không thể thể chỉnh lại được rồi. Đấy, chọn 6 năm thì tiền gốc nó ít hơn, nhưng mà cái một cái hai đó là ở ở cái Shinhan Finance này cho chúng ta vay 1 năm 2 năm các bạn, thì rất ít ngân hàng cho chúng ta vay 1 năm 2 năm, người ta không có đủ đủ cái lợi nhuận để mà xử lý hồ sơ cho quý anh chị. 2 năm thử nha, 2 năm thử nha, một con số khá là nhỏ, là 26 triệu thôi các bạn. Tiền lãi 26 triệu để làm hồ sơ, và biết đâu đó là quý anh chị vừa trả tháng thứ năm là mình đã có tiền để tất toán rồi thì đấy. Nhưng mà được một cái là tiền gốc và lãi nó sẽ rất là cao, bởi vì tiền gốc nó nhiều. Hơn làm thử một năm nha, 302. Một năm thì thật sự là nó hơi bị nhiều các bạn ạ, 27 triệu lận, và tiền lãi chỉ có 13 triệu thôi. Đấy, anh chị nào mà đang kẹt tiền mà sắp có nguồn vốn đập vào để mà trả lương trước ấy, có nghĩa là hiện tại thì đang chưa có, nhưng mà trong một tháng nữa sẽ có, một hai tháng nữa sẽ có tiền, và đang cần bí bách để mà mua xe với chương trình đang rất là tốt này, thì sử dụng phương án này. Đấy, chúng ta mất một hai tháng 3-4 triệu rồi, hoặc là thậm chí là để luôn một tháng cũng được, một năm cũng được, chỉ có 13 triệu tiền lãi thôi, một con số khá là thấp. Đây, ok, như vậy thì Hưng cũng đã tư vấn xong về cái chương trình
vay ngân hàng của Shinhan Finance. Đó là một cái chương trình vay tối đa 90%. Nếu như quý anh chị đang có nhu cầu vay 90, 80%, thậm chí là 70% hay là 60%, vậy bao nhiêu đó thì có thể liên hệ trực tiếp cho Hưng. Hưng sẽ tư vấn cái ngân hàng nó phù hợp nhất với cái thu nhập của quý anh chị, của khách hàng. Đấy, ví dụ như mình đang làm trả lương qua thẻ, hay là trả lương bằng tiền mặt, hay là đang kinh doanh cái ngành nghề gì đó, cái mặt hàng gì đó, đang có cửa hàng, và có thể là những anh chị không khó chứng minh thu nhập, thì Hưng vẫn hỗ trợ với cái ngân hàng nó phù hợp nhất với cái mức lãi suất tối ưu nhất dành cho khách hàng. Đấy. Ok, nếu như quý anh chị cảm thấy video này hay, có thể chia sẻ, like video, để lại cái bình luận bên dưới, làm cái động lực để cho Hưng làm những video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.